Đừng kêu bỏ vỏ chuối vô nữa nha, không có con nào ăn vỏ chuối đâu. Trời ơi. Đây, cái đó là gì vậy? Nho hả? Nho. Trời ơi. Lụm luôn liền hả? Rất là đói bụng. Rất là mê ăn chuối. Thích ăn chuối. Cho mấy em bên kia với. Ba ơi đi thôi. Cho mấy em bên kia với, mấy em đòi quá kìa. Rồi được rồi. Nó rớt rồi không lụt lên cho nó. Nó xuống nó lượm. Lượm lên nhát cho có lỗ. Ồ, tội nghiệp quá. Rồi cầm nữa, rồi cầm nữa cho. Ba ơi sao nói vậy? Ba. Vì con bên kia nó ăn kìa. Cho em bên kia với kìa thì ôn nó dành đó. Trời rất rất lắm mẹ. Nó rớt ở ngoài chuồng thì ôn hớt kêu cho nó đi. Ở bên chuồng bên đây nè. Nói Ôi thương quá. Ăn mình là không cho mấy người kia ăn. Ê ê hớt vô kìa, hớt kìa. Nè nè nè. Ồ để cái tay kìa. Để cái tay chiều vô ăn kìa. Cưng quá. Để cái tay chiều vô thì ôn. Cái tay hiểu vô ăn chứ. Dưới đất nè. Ok. Nè nè, chịu tay nè, chịu tay nè. Kìa 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 kìa. Để tay khều, để tay thò tay ra ngoài khều vô. Trời ơi. Tí tí nè, tí tí nè. Thả nè. Thả cá cho tôi ăn kìa. À đây là rái cá lông mượt. Giống ti ti quá ta. Không, đây là giống rái cá lông mượt. Giống ti ti đó. Đây, à có bảng luôn nè, Smooth Scorpio đi. Ở đây thì mấy bạn rái cá không có được bơi lội nhiều. Có cái quần bỏ mấy cục cây leo lên cho xuống. Sao mấy con? Không có cá cho tụi con ăn. Nuôi được các bạn. Nói chung là đã lên đỉnh cảnh giới của đại gia rồi thì cứ nuôi con gì mà bảo tồn nó được thì nuôi, cấp giấy phép, xin nhà nước cơ quan chức năng là nuôi thôi. Mấy con này không nuôi trong nhà làm thú cưng được nha các bạn. Đây là rái cá vuốt bé. Đây giống rái cá vuốt bé. Bé này thì cũng đẹp, đang được bảo tồn. Đây là rái cá của anh ca sĩ Đan Trường tặng. Đây là sống trong môi trường này thì được ăn uống tốt, nhưng mà để phát triển kỹ năng sinh tồn của các loài vật này và có thể sinh sản được thì rất là khó. Đây là cũng giống rút bé luôn. Đây rái cá khá là nhiều nha. Đấy các bạn mà thích nuôi rái cá làm thú cưng thì thấy cái mô hình như thế nào. Chăm sóc một con vật đâu phải đơn giản. Nó không thể nào sống trên bờ làm như chó được đâu. Nó sẽ bị nhiễm bệnh. Không có, sỏi. Không có để sỏi đá cho nó chơi. Nước quá ít. Không nước vậy được rồi, nhưng mà phải để sỏi cho nó chơi. Nước như vậy nó không có phát triển nội tạng được.